8 dự án thiết kế thành phố nổi vô cùng ấn tượng trong tương lai. Do ảnh hưởng của việc quá tải dân số và mối đe dọa của nước biển dâng cao, các dự án thiết kế thành phố nổi sinh thái thân thiện với môi trường là một trong những giải pháp tuyệt vời nhằm đối phó với tình trạng đó. Và đồng thời, các mô hình thành phố nổi này sẽ giúp loài người tránh được những thảm họa môi trường khủng khiếp trong tương lai. Dự án thành phố nổi tại Trung Quốc. Là quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc có mối quan ngại nghiêm trọng về tình trạng quá tải ở các thành phố của nước mình. Chính vì vậy, một công ty xây dựng Trung Quốc đã đưa ra một giải pháp là xây dựng một thành phố nổi vô cùng hấp dẫn. Dự án thành phố nổi sẽ có diện tích 4 dặm vuông, cấu trúc bao gồm các mô đun lục giác nối với nhau bằng các đường hầm dưới nước để tạo ra một mạng lưới đường xá. Thành phố nổi dự tính được xây dựng ngoài khơi Trung Quốc với các bảo tàng, khách sạn ngầm dưới nước và công viên trò chơi. Ngoài ra, dự án sẽ được hoạt động với cơ chế tự cung tự cấp, tiết kiệm năng lượng, có hệ thống sản xuất điện và hệ thống xử lý chất thải, và cũng sẽ bao gồm các trang trại thẳng đứng và trại cá để sản xuất thực phẩm của riêng mình. Dự án No Ạt. Lấy cảm hứng từ nhân vật trong kinh thánh của No, những nhà thiết kế người Siberia đã tạo ra No Ạt, một thành phố nổi bền vững có khả năng bảo vệ sự sống trên trái đất trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn. Dự án sẽ tồn tại dựa trên các sự sống trên ruộng bậc thang, cung cấp không gian rộng rãi cho các mô hình lương thực, thực phẩm, thu thập nguồn nước mưa và thông qua các nguồn năng lượng tự nhiên như năng lượng mặt trời, gió và năng lượng sóng, cũng như bao gồm các khu dân cư, văn phòng, công viên, những khu giải trí, khu rừng và bãi biển. Ngoài việc giúp bảo vệ khỏi các thảm họa tự nhiên, dự án được thiết kế như một phần của mạng lưới kết nối với các đường hầm nổi dưới nước liên kết chúng với đất liền. Như các khu định cư, nơi đây có thể gắn với nhau tạo ra một đại lục nhân tạo rất lớn. Dự án East City được thiết kế bởi công ty kiến trúc ETO Architects, trụ sở tại Paris của Pháp. East City là thành phố nổi sử dụng các công nghệ hấp thu carbon để làm sạch không khí trong môi trường xung quanh. Thành phố được thiết kế gồm những tòa nhà lấy ý tưởng từ tổ ong với những bức tường xây bằng bê tông xốp kết hợp với công nghệ tảo quang hợp. Lớp tảo phủ trên bề mặt những bức tường này có tính năng sản sinh năng lượng sinh học cung cấp điện cho thành phố nổi. Dự án Harvest City. Sau khi Haiti bị ảnh hưởng bởi trận động đất tàn phá năm 2010, kiến trúc sư Kevin Super và hãng thiết kế Tanram 3DS đã phát triển một dự án thành phố nổi để thúc đẩy sự hồi phục của đất nước. Dự án bao gồm các đảo nhân tạo được gọi là Harvest City, giúp chúng ta có thể dễ dàng mường tượng ra một Haiti với diện mạo mới, được tạo thành từ các mô đun nổi với kết cấu chặt chẽ. Các trung tâm của thành phố nổi sẽ được dành riêng cho chức năng đô thị như không gian văn phòng, giáo dục và công nghiệp nhẹ, trong khi các khu vực bên ngoài sẽ dành cho khu vực đất nông nghiệp. Dự án Lilibat. Thành phố nổi Lilibat được thiết kế bởi Vincent Condebao, người Bỉ, là một thành phố nổi hoàn toàn độc lập nhằm mục đích cung cấp nơi tạm trú cho những người tị nạn do hậu quả của biến đổi khí hậu trong tương lai. Được thiết kế trông giống như một bông hoa hệ nước và dự định là một thành phố nổi có phát thải bằng không trên đại dương. Dự án này cũng ứng dụng nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm năng lượng mặt trời, gió, thủy triều và sinh khối. Dự án sẽ có thể tạo ra năng lượng riêng của nó. Lilibat được thiết kế để cung cấp nơi ở cho khoảng 50.000 người. Dự án được quy hoạch gần bờ biển hoặc trôi nổi trong đại dương theo các dòng hải lưu. Dự án Pinlos. Ý tưởng bao gồm những mảnh cá thể nổi hoặc các vùng tương tự như những bông hoa súng với bán kính 1 km sẽ định hình một ngôi làng có sức chứa từ 10.000 đến 50.000 người và có thể tự duy trì dựa vào năng lượng sinh thái thân thiện từ đáy biển. Tham gia cùng những vùng này sẽ thiết lập thành một thành phố hoặc một đơn vị cho 100.000 người. Khi một nhóm những đơn vị sẽ có thành một đất nước. Tòa nhà nổi chọc trời cao 1.000 mét sử dụng hỗn hợp sinh thái nằm ở trung tâm của mỗi hòn đảo, bao gồm khu vực dân cư, trang trại thẳng đứng, không gian thương mại và văn phòng. Dự án Salt Lake City. Salt Lake City được xây dựng gồm nhiều thành phố nhỏ kết hợp lại nhằm mục đích kiểm soát lũ bên trong và xung quanh vùng thung lũng sông Nin. Vị trí dự án nằm trên hồ Nasser, một trong những hồ nhân tạo lớn nhất trên thế giới. Theo thiết kế, mỗi thành phố nhỏ đều có hồ nước bên trong nên cũng được gọi là thành phố nước. Đặc điểm của những mô đun nhỏ này là chúng sẽ nói bập bền khi xảy ra lũ. Salt Lake City gồm khu dân cư, công ty, văn phòng doanh nghiệp, nông trại và sản xuất năng lượng. Dự án Artisan of Bullet. Artisan of Bullet được tạo ra bởi các nhà thiết kế của công ty Provade. Artisan of Bullet được hình thành từ nhiều khu nhỏ nổi trên biển. Các khu vực này có thể được di chuyển bằng tàu kéo. Các khớp sẽ khóa những khối này lại với nhau tạo thành một hòn đảo cực lớn và chắc chắn. Khi cần thiết thì có thể thay đổi thiết kế của cả thành phố.
Bạn có thể trồng trọt trong các nhà kính mái vòm, nguồn nước biển sẽ được khử muối và trở thành nguồn nước ngọt có thể sử dụng được trong tưới tiêu và sinh hoạt. Chất thải hữu cơ sẽ được các tàu chở ra nơi xa để ủ làm phân, chất thải vô cơ sẽ được tái chế. Thành phố nổi của tương lai này sử dụng các nguồn năng lượng từ thiên nhiên như tấm năng lượng mặt trời và tua bin nước. Các bạn vừa xem xong video 8 dự án thiết kế thành phố nổi vô cùng ấn tượng trong tương lai. Và với những thiết kế trên, bạn ấn tượng với thiết kế nào nhất? Hãy bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.